ơi, anh đi đâu mà chở với thằng vậy? Cái đó anh gặp nhiều anh. À, 10 triệu. À, con sao 8 triệu. Vậy em quay phim nha. Dạ, cảm ơn anh. Gặp là 1,5 triệu của chú anh chị ơi. Quá đẹp luôn. Một cái đế của nó kìa. Không biết cái này nhiêu tiền ha. Nó xe bự luôn. Năm mới cho ông phát tài nha. Dạ. Đây là đi xưa đây của chú. Đầu xây cá 100 ngàn. À, bật lên. À, gài lại. Đèn bảo à. Mai gửi hả? Quá đẹp luôn à. Cây mai này kêu giá nhiêu? 2,5 tỷ. À, em nghe nói đằng kia có cây mai 7 tỷ phải không? 6 tỷ. À, nghe nói vậy thôi chưa biết phải không? Đó, đeo luôn kìa, thấy không? Có tên gì? Tâm Nhiên. Tâm Nhiên à? À, mấy năm tuổi phải không? Học lớp mấy rồi? Học lớp 2. À, biết hát không? Hát một bài tặng chú ơi. Anh bị gì? Có người khuất mặt hành, nó bắt chở mà không bị bệnh. Có người khuất mặt hành hả? Ừ, chứ ai muốn đâu, nó bật bỏ muốn chết người ta không biết, nó một người khùng. Xin chào chú anh chị và các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở chợ Hoa Tết, thành phố Long Xuyên, năm 2023. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn tham quan chợ Hoa Tết Long Xuyên. À, hôm nay là ngày 20 Tết để xem cái hoạt động và những người dân ở đây người ta mua hoa Tết và những cái chỗ bán hoa như thế nào cô chú. Có mặt ở cái cầu Hoàng Diệu nha. Bây giờ mình sẽ đi qua khu vực chợ Hoa Tết Long Xuyên tham quan sáng ngày hôm nay. Thì hôm nay buổi sáng rất là xe cổ, rất là đông gút đúc. Chắc bà con cũng đang tranh thủ để về quê ăn Tết đó của chú anh chị và các bạn. À, mình sẽ đi khu vực này. Từ đây mình đi vòng qua bên cầu Duy Tân và vòng lại cái đường hoa bên đây. Nói chung là mình sẽ đi một vòng những cái chỗ bán hoa kiển ở Long Xuyên để chia sẻ với chú anh chị và các bạn một video mới nhất ở chợ Hoa Tết Long Xuyên nha. À, bây giờ em sẽ đi cặp đường này nha. À, rất là nhiều cây cảnh hoa mà giờ này rất là trưa rồi mà không thấy ai đi chợ hoa nhiều cô chú. Quá trời luôn. Hai bên đường bán quá trời luôn nè cô chú anh chị các bạn. Đây vài hôm thì cái không khí ở đây á nó chuyển mưa liên tục cô chú anh chị, cho nên là em không có ghi hình được. Ở đây là Wincom cô chú anh chị và các bạn. Wincom nè.
hôm nay qua kiển ra chợ rất là sớm, rất là nhiều luôn. Ở đây có hai con phụng quá đẹp luôn cô chú. Cái đó gặp nhiều anh? À, 10 triệu. À, ngôi sao 8 triệu. Dạ, em quay phim nha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, đẹp quá cô chú ơi. Cặp này cặp phụng quá không? Cặp phụng với cặp ngôi sao. Cái này là trà mai trắng thủy hả anh? À, mai trắng thủy. Cặp phụng. Wow, trời đẹp luôn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi thôi cô chú ơi. Đây được ấm không? Dạ được. Nhiều ạ. Rồi cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Dạ. Ở Tết Long Xuyên thì đa số là những cái mai tiền tỷ về đây rất là nhiều. Còn cái đế của nó kìa. Wow, cái này là hoa cúc nè cô chú. Rồi con chào cô. Thường là con chậu lại nhiêu tiền cô? Cặp 150 hả? Ố rẻ vậy đó hả? Con cặp 150 hả? Quá trời đẹp luôn nè cô chú. Này là hoa cúc nha cô chú. Trời ơi. Cặp là 150 cô chú anh chị ơi. Quá đẹp luôn. Rồi cảm ơn cô nha. Ở đây thì bán mấy cái chậu. Hai bên đường này quá trời mai luôn cô chú ơi. Hôm nay là chợ hoa Tết là rất là nhiều cây cảnh. Đây, trả tiếp đây nè, này mới mua hay sao? À, một cặp cúc là 1,5 triệu tùy theo vị trí mỗi nơi, không biết là bên đây là bao nhiêu. Wow. Cây này cây gì mà đẹp chứ gì? Cây lộc rừng hả? Cây lộc rừng. Ôi ôi đẹp. Cây lộc rừng. Đây là cây lộc vừng. Rồi mai có bông hết trơn rồi nè. Bông à, bông bông của nó màu đỏ hả? Ồ. Lộc vừng là bông màu đỏ cô chú. Nè có sắp có bông rồi nè. Anh bán cây này hay bán bên đây? Bên đây hả? Bên đây cặp nhiêu? Cặp bằng 1,4 triệu à. Không biết cái này nhiêu tiền ha. Quá trời bự luôn. Cặp bông cúc 1,4 triệu của chú. Quá đẹp luôn. Quá trời luôn. Để rồi tiếp tục mình đi thôi cô chú ơi. Ồ cái này cái vú sữa quá. Anh cái cây này cây vú sữa hả anh? Cây gừa hả? Ôi ôi to quá trời luôn. Cây là cây gừa. Đẹp quá cô chú. Khổng lồ luôn nè. Cái mai này cái mai xù nè. Cái mai nó xù từ gốc tới ngọn luôn. Quá trời cái mai. Ở
Ở đây thì bán rất là nhiều cây cảnh, nhỏ có, lớn có, rất là nhiều của chú ơi. Đưa đi đâu vậy? Đây chú ơi, quá trời mai luôn. Cái kênh của mình thì lần đầu tiên mình đi quay chợ của chú anh chị, chợ hoa Tết. Ôi năm nay cúc quá nhiều luôn của chú anh chị. Chào anh. Ôi ôi, cái tắc nè. Quá trời cháy luôn. Chào cô ơi cô. Dạ. Chị coi coi phim nha. Quá đẹp luôn rồi cô ơi. Một chậu như là nhiêu cô? Chậu như 550. À, cộng 550. Cái lớn này là nhỏ nè, cái lớn này 700. À, cái lớn là cặp 700. Một cây 700. Một cây 700. À, cây lớn ở cây này là 550, không chậu, à, chậu là 200.000 nữa, chậu là 50.000 nữa, à, chậu 50.000. Tại vì cây lớn, cây lớn này là cây lớn này nó mắc tiền hơn, vừa chưng Tết xong rồi có nước uống luôn, có nước uống luôn, 2-3 tháng mới hết luôn, 2-3 tháng mới hết rồi hả? Ừ, chứ ôi, nó là hoài nè, uống hoài đó, trồng đất thì chắc mai hoài luôn, xung xê luôn chàng. Cái này là mình trồng trước Tết lâu không? Qua Tết tháng Giêng là trồng rồi đó. Tháng Giêng là gặp tháng Giêng là trồng đó. Có nghĩa là mình trồng vừa qua Tết là mình trồng liền. Trồng liền rồi, tới Tết mới có trái. Giáp năm mới có trái. À, hay á. Cái này là kêu là cây tắc. Cây hạnh hai ba tên. Rồi, cảm ơn hai chị nha. Chị mang món gì chị? Mì bò hả? Dạ. Ồ, ngon quá này cô chú. Mì bò. Rồi chút là em quay lại mua. Cảm ơn chị nha. Ôi ôi. Cúc nè. Ôi. Quá đẹp luôn. Chào chị. Chậu này to quá chàng luôn cô chú. Chậu to quá chàng. À, bây giờ mình sẽ quẹo bên trái, mình đi quay cái khu vực bán đồ cổ nha cô chú. Rồi xong mình sẽ vòng lại nha. Khu vực này rất là lớn luôn. Bán rất là nhiều cây luôn. Ở đây có cái tắc nhỏ nè, qua đây xem được. Tắc này mới lớn. Thấy kinh quá nè. Chào anh. Ôi ôi. Đây, người ta tạo hình đẹp quá nè. Không biết là chậu nhiều hay cô chú, chắc là nó rẻ hơn cái chậu lớn. Rồi mình đi qua bên chợ đồ cổ nha. Dừa ở bên đầu cầu, chút mình quay lại. Ôi, cái cây này cây gì hả? Ờ, cây này lạ quá ha. Đó có hai cây đẹp quá trời luôn.
Ở đây bán quá nhiều cây luôn. Chào anh. À, mình nhớ khu vực đường này cô chú anh chị có bán mấy cái bông trang á, mà người ta tỉa cảnh rất là đẹp luôn. Không biết là hôm nay có năm nay có bán không nha. Ừ. Con chào cô. Cho con quay phim nha cô. Cái này là đồng tiền cổ hả cô? Tiền cổ hả? À. Ồ. Tiền cổ rồi cô chú. Quá trời lạ luôn. Cái này là mình bán cho người ta về treo Tết đó ha. À. Ở đây có tiền cổ nè. À, đồ cổ đủ thứ luôn kìa, bông hoa rồi tượng Phật bằng đồng nữa kìa, tiền nữa nè, ờ tiền nữa. Wow, đẹp quá nè cô chú ơi. Mấy sạp nữa hả? Bà ở đâu ra đây bán vậy bà? Ngự đây luôn. À, ở quê đây luôn hả bà? Đây luôn. Dạ. Năm nay bà nhiêu rồi? 75. Dạ. Chúc bà sức khỏe nha. Bà phải ghe phải không? Chúc mừng năm mới. Dạ. Đẹp đẹp, da dẻ đẹp. Thức sáng đêm luôn hả? Ờ, trời ơi. Ờ, vậy tối mình để ngoài này luôn hầm hầm hầm. À, xích vô trong chút. À. Lại nó lên nó lấy. Trời ơi. Lấy nhiều mà. Thì sao chứ mà. À. Phải thức canh. Ờ. Thằng mấy triệu. Ô cái này cái gì ngồi ta? Con trâu hả? Ô cô chú ơi, này giống cái đầu heo gừng quá cô. Con gì? À con nai hả? Cái đầu thiệt luôn hả? Ôi ôi. Ôi ôi. Lần đầu tiên con thấy đầu nai luôn á. À, con tưởng đó là giống như mô hình đó. Ai nhà thiệt luôn á hả? Bên đây là con trâu. Ôi ôi. Quá trời đẹp luôn. Có mầm đờ đồng nữa kìa. Rồi con cảm ơn bà nha. Dạ. Yeah. Có mầm đồng đẹp quá nè cô chú. Ở đây người ta bán dừa rất là nhiều. Giờ mình đi xuống dưới đó. Rồi xong rồi mình sẽ quay lại đường bên kia. Đây bán dụng cụ nhà bếp. Che mặt. Vườn Lan Nguyệt Nhi. Ở đây là trường tiểu học Nguyễn Du luôn cô chú. Đây bán đồ cổ nè. Mình sẽ tranh thủ thời gian để đi tìm cây mai 7 tỷ nha cô chú. Ồ mai. Cây mai con. Thì đây tới Tết thì mình sẽ tranh thủ thời gian để livestream những ngôi chợ Tết, những cái chợ hoa và đi chợ để ghi hình cho chú anh chị các bạn xem. Tấm dì ba nè cô chú. Mình đang có mặt ở đường Châu Văn Liêm. À, đường này thì cắt ngang một cái đường gọi là đường Lê Triệu
Lê Triệu Kiết, ông có bán mấy cái đồ cổ nè cô chú. Quá trời đâu. Có mấy cái đèn cổ mà. Ông ơi, thường ngày là ông bán trên xe hả không? À, năm nay ông nhiêu tuổi rồi? Năm nay ông nhiêu tuổi rồi không? 77. Dạ. Năm mới cho ông phát tài nha. Cảm ơn con. Dạ. Con thấy chứ rồi, có ba ông bán mấy cái đèn măng sông hả? Bán hết rồi con. Bán hết rồi ha. Còn đồ đồng. Dạ. Cái này là mình mua, cái mình bán lại. Mua sao bán rồi mới bán. Dạ. Ông mới bán cái này nhiều đồ cô chú. Cô chú anh chị nào có đi chợ Long Xuyên thì ghé ủng hộ ông nha. À, có mấy cái đèn nè. Đèn gì không? Đèn nó còn ha. Rồi đi qua đây cô chú. Có bán mấy cái đồ bào nước đá bằng tay. Cái này cô chú. Cái này là đồ bào đá bằng tay nè. Quay á. Ông bán rất là nhiều đồ luôn ha. Dạ. Ông quê ở đâu? Ở Mỹ Hòa. Ông ở Mỹ Hòa. Dạ. Ông bán đồng hồ nè. Đồng hồ rồi học quạt, lớp bô. Rồi tiền đồng. À, tiền xưa. Dạ. Cho con coi hiên nha. Dạ. Đây là tiền xưa đây cô chú. Đặc biệt đây có bằng ủi nha. Bằng ủi bằng than á cô chú anh chị. Đây là cái đồ xây cá nè. Cái này là ông bán nhiêu? Cái này có 100 ngàn à. Đồ xây cá 100 ngàn. Đâu mắc đâu cô chú. Bây giờ đi chợ thì thường người ta làm sẵn hết trơn rồi. Có mấy cái đèn đèn cổ nè. Đèn băng sông nè. Cái này là đèn băng sông phải không? Đèn bảo. Đây là đèn bảo cô chú ơi. Có khuôn bánh khọt rồi nè, khuôn bánh nè. Bằng gan luôn nè. Đặc biệt là có bàn ủi. Bàn ủi hình con gà. Rất là đẹp cô chú ơi. Đây là cô chú. Con gà này ha. Bật lên. Gài lại. Bật lên nè. Rồi gài lại. Quá trời bàn ủi luôn. Có chân quay phim luôn kìa. Rồi bây giờ em sẽ đi đường này vòng qua bên chợ hoa và đi tìm cây mai 7 tỷ nha. Ở đây bán mấy cái đồ điện gia dụng nè, bếp ga, nồi cơm điện, lo. Chào anh. Đồ gia dụng. Ở đây có bán máy may, đồ xây cá giống bên kia luôn. Bếp gà ngộ quá. Trời sắp mưa rồi cô chú ơi. Ở Long Xuyên này thì trời bữa giờ nó rất là xấu. Cái bầu trời xấu lắm. Cho nên là em rất là khó để ghi hình cho cô chú anh chị các bạn mình xem. Ồ, dây nịt. Hàng Thái Lan 250k. Dây nịt 30k cũng có luôn. Bóp dây nịt. Ở đây thì tới khu vực Mai nữa rồi. Đi dài ra khúc này rồi vòng qua nha. Khoảng cây rưỡi số nữa cô chú anh chị.
đây là bông bông thọ nè cô chú. Đây là nguyên vườn mai nhỏ luôn, mai mini. À, trường tiểu học Nguyễn Du. Cây này cây gì mà to quá trời luôn. Người ta đi bán mai như thế này cô chú, người ta sợ bị ăn trộm á, người ta khóa lên luôn nè. Chị đó đẩy nguyên cái chiếc xe. Mai năm nay có búp sẵn, búp mới đẹp quá trời luôn. Rồi mình đi tiếp tục đi tham quan chợ hoa Tết Long Xuyên nha. Dừa dứa, dừa sáp. Ở đây tập trung những xe dừa khổng lồ, và đặc biệt là những cái người bán dừa, người ta cắt dừa rất là hay. Mình đang đi trên đường Lê Triệu Kiết cô chú. À, khu vực này quá trời mai luôn à. Để em qua đường nha cô chú. Đường nha. Quá xe luôn. À, cầu này là cầu Di Tăng. Cầu Vĩnh Tân nhìn qua cầu Hoàng Diệu. Lúc nãy em ở bên cầu Hoàng Diệu cô chú anh chị. Năm nay Tết thì không có nắng. Giờ này chắc cũng 11 giờ mấy cho nên là xe rất là đông. Bây giờ em đang đi qua một cái vị trí cây mai 7 tỷ. Không biết là có thiệt hay không nha. Để qua đó xem thế nào. Cái hướng này là mình đi qua chợ Long Xuyên nè cô chú, cái hướng này nè, cái hướng này chạy qua chợ Long Xuyên, còn hướng này là ra phố đi bộ nha. Đây là rụ Bảy Quắc, ở bên đây có mấy cây cảnh rất là đẹp nè. Rồi em đi bên tay phải luôn.
Hello anh Giang. Hello anh Giang. Chào anh. Năm mới phát tài. Hôm nay là cây mai này hả? Bạn gửi. Bạn gửi hả? Quá đẹp luôn à. Vậy hả? Anh Giang này là năm nào cũng ở vị trí này chứ. Mình chơi mai là cách đây bao nhiêu năm anh Giang? Nếu tính chính thức mua bán thì mấy năm cái năm nay thôi, còn nó chơi thì lâu. Chơi lâu rồi ha. Cây mai này kêu giá nhiêu? 2,5 tỷ. 2,5 tỷ. Em nghe nói đằng kia có cây mai 7 tỷ phải không? 6 tỷ. 6 tỷ. Nghe nói thôi chưa biết phải không? Cây này 2,5 tỷ, đi 2,5 tỷ nè cô chú. Quá đẹp luôn rồi. Hoành 90, ngang 7, cao 5 ha. Ồ. Cây mai năm nay anh lên nhiều cây không? Cây này của mình. Cây này của anh ha. Còn cây này là bạn gửi. Mai kinh tế khó khăn quá không lên cây tặng lớn. Giờ mấy cái này vài trăm à. Cái này thì 300 mấy. 300 mấy. Dạ. Rồi, chào anh Giang nha. Ồ, cây mai này có cái chậu đã ha. Con mai bắt gì nuôi hả? Đây cô chú, vườn mai của anh Giang cô chú. Mai vàng 79. Cho thuê mai chân Tết. Mua bán trao đổi mai vàng. Đây là cửa hàng mai vàng 79 cô chú. Cây mai nè, cây mai 2,5 tỷ nè. Quá trời luôn, đẹp không? Vì không có nắng cho nên là cái màn hình nó không được trong của chú ơi. Đi qua thứ này. Đây là bán cây mai mini. Thường mấy cái chậu này là khoảng nhiêu chậu không? 200 chậu. Ôi trời. Dễ chơi. Chậu nhỏ là 200. Ở chỗ trước miếu này thì có một cái chỗ bán cây hoa cúc rất là đẹp của chú ơi. Ở đây hình như có cúp bông sâu nè cô chú. Cúp mâm sâu. Wow. Quá đẹp luôn. Cúp mâm sâu hả chị? Đẹp quá. Cúc mâm xôi cô chú ơi, quá đẹp rồi. Nói chung là bông nào cũng vậy hết á, cũng phải 7-8 tháng ở dưới dàn trên cũng hơi lấy chút. Yêu cầu là bông đẹp với cái dàn trên là đẹp được kỳ rồi. Nó bụng gì chị đâu thấy. Cái này cặp nhiêu chị? Dạ cặp 600 anh. Cặp 600. Dạ. Quá đẹp, quá rẻ. Dạ, vừa chơi. Ôi cái mai nè. Cái mai tàn lớn không ạ? Nếu thì có những cây mai cũng tàn lớn mà giá thì mình không biết nhiêu. Còn khu vực này thì mình nghe nói khu vực này có một cây mai 7 tỷ mà không biết là cây nào. Theo mình đoán là chắc cây này, tại vì cây này to nhất ở chợ Long Xuyên của chú anh chị. Đây nè cô chú. Đây là miếu, đây là gọi là Bắc Đế Miếu của chú. Đây là Bắc Đế Miếu rất linh thiêng. Quá trời đẹp luôn.
vì chợ cái này vắng quá cho nên là không có người chia sẻ cô chú, phải có người xem thì mình lại mình hỏi được, còn vắng như thế này thì không có hỏi được. Bây giờ mình sẽ đi vòng qua chợ đồ cổ một xíu nha, chợ đồ si nha cô chú anh chị. Chợ đồ si, giày dép, túi sách. Một món đồ như có mấy chục ngàn thôi mà rất là êm. Hàng hàng xịn luôn. Hàng si là hàng xịn đó cô. Hàng si là hàng tốt. Dạ. Hàng si là hàng tốt. Nó rẻ mà chất lượng. Cái nắm tay chú. Hả? Quen không nắm tay vậy? Quen không nắm tay vậy, con mấy tuổi rồi? 5 tuổi hả? Quay phim con được không? Quay phim con được không? Giỡn hấu trang đi cho con mặt đẹp gái mà. Nó lên hình luôn nha. Lên hình luôn. Ủa đôi giá mới quá vậy cô? Mới tin luôn kìa. Dép mới mới luôn kìa. Dép mới mà bán theo đồ cũ rất là rẻ. Đồ này nhiêu? Được. 30. Hai chục bình thường. 20 luôn hả? Trời ơi. Nghe Thanh. Quay phim dạ nói à, cô đây bán vàng mà để trong cái bán vàng mà để gì đó hả? Trời ơi. Bán vàng mà để trong dĩa không à? Vậy là cô này giàu nhất Long Xuyên luôn rồi. Bán vàng mà để trong dĩa không à? Ngộ lắm nha. Này là ăn cây hả cô? Y nó có số luôn kìa. Khi nào lỗi nhận thiệt mấy ông ta? Ờ 49 luôn nè. Đó, đeo luôn kìa, thấy không? Con tên gì? Tâm Nhiên à? Ờ, mấy năm tuổi phải không? Học lớp mấy rồi? Học lớp 2. Biết hát không? Hát một bài tặng chú ơi. Hát một bài ấy. Nhìn đây nè quê. Rồi nhìn đây hát đây. Mẹ yêu không? Mẹ có yêu không? Yêu phải không? Trời ơi, dễ thương quá à. Đây, vàng cô này để trong dĩa không nè cô chú anh chị. À, ca sĩ hát hay quá. À, An Giang đắc vào người cô. Dạ. Đây. Quá trời vui luôn rồi. Khu vực chợ đồ si vậy này mát mát trời á, lựa nhiều. Rồi bây giờ mình đi một vòng khu vực này rồi mình ra mà đầu lộ rồi cô chú. Ở đây bán đồ si cũng có mà đồ mới cũng có, ai thích gì mua nấy. À, quá sát là rộng luôn ha. Chợ đồ si của Long Xuyên cô chú anh chị. Những cái nhà này chắc là lâu năm lắm rồi nè. Nhà ngói nè. Nhà ngói xưa. Thank you.
Khu vực chợ này rất là rộng nha cô chú. Chợ ở Đầu Xi nè. À, mình sẽ dẫn ông chú anh chị và các bạn nè đến một cái quán cơm đặc trưng ở Long Xuyên là bán cơm phần, nhưng những món ăn trong đó là toàn là những cái món ăn đồng quê, giống như là cá chèn chiên, rồi lẩu mắm, rồi mắm chưng, mắm kho, đủ thứ món hết, nói chung là rất là ngon ở Long Xuyên của chú. Cô bán mấy chục năm rồi. À, quán cơm này nè cô chú, quán cơm bình dân Mai Dân nè, bán rất là ngon, nhiều món ngon lắm. Đây con chào bác nha. Đây dạy si giờ đi đường này thì đi ra đường phố đi bộ rồi cô chú. Ở đây bán đá bào. À, phía này là chợ Long Xuyên nè cô chú, đi vòng qua nè, từ đây đi vòng qua đây nè, à, chạy vô đây chạy quẹo tay phải là qua chợ Long Xuyên đó cô chú. Cái chỗ mức theo lẹo thì mình chưa đến đó được, bây giờ mình đi thẳng qua đường quốc lộ luôn. Khi Tết rất là náo nhiệt ở Long Xuyên nha. Đèn hoa bằng nhựa trưng Tết rất nhiều. Đường cắt ngang là đường Lương Văn Cù cô chú. Đường Lương Văn Cù. À, đường mình đang đi là đường Ngô Gia Tự nha. Bên kênh gì anh? An Giang đất mọi người. Rồi, dạ cảm ơn anh nha. Ở đây có những cái chỗ làm việc. Ui, cái anh đó lạ quá ta. Ở đây là dòng xuyến nha cô chú, nhà thờ ở đây. À, mình thấy cái anh này lạ quá cô chú anh chị các bạn. Không biết là anh đi đâu ha. Để mình đi theo anh. Như anh bắn số chở giữ thằng vậy trời. Anh ơi. Anh đi đâu mà chở giữ thằng vậy? Có người khuất mặt hành. Anh bị gì? Có người khuất mặt hành, nó bắt chở mà không bị tỉnh. Có người khuất mặt hành hả? Chứ ai muốn đâu không ơi. Bực bội muốn chết người ta không biết nghe nó mình một cục. À. Muốn dỡ xác mới có hết được.
sao mới hết? Nào về núi dỡ xác mới có hết. Về núi dỡ xác hả? Ừ. Bị hành lâu chưa? 5-6 năm nay rồi. Rồi anh làm nghề dạy sống? Sống. Bao nhiêu số sống hả? Ừ. Rồi ngủ ở đâu? Nhà ở gần chỗ đó có chợ Ba Tiệm á. Rồi hành tối ngủ trước cửa nhà ra không à? Ngồi hành đi lang thang vậy đó hả? Ừ. Thôi ơi. Còn nuôi bà mẹ già, có 6 anh em, có chồng, có vợ hết rồi. Nuôi bà mẹ già? Ừ. Rồi đi đâu cũng lụm nãy chứ? Cái này mua, để vô. Mua hả? Ừ. Ôi. Để vô. Dạ. Có vô không? Anh chắc ơi. Không có. Cái này khổ. Bán số là có tiền rồi mà. Không có đủ vốn, là cần đủ vốn, tôi cần có mấy trăm rồi bán. Vậy hả? Ừ. Cô chú ơi, anh dắt đi nha. Sao không quẹo vô đây bán đi, đi thẳng hả? Quẹo vô hả vậy? Để mình đi theo anh chút xíu các bạn. Đây là chợ đi Mỹ Long. Cầu Hoàng Diệu rồi đây. Anh chở đồ chạy. Cái thằng nha. Cô chú anh chị đây chiếc xe của anh nè. Xe lão nè. Lúc trước có gió mà ngủ ban đêm bị ông chậm móc cú hết trơn rồi còn mấy tấm mà không coi nên bán cầm một đống bán coi. Rồi sao có tóc kỳ vậy? Cái này ta kêu đanh, có một cái mặt đanh. Bị đanh hả? Ờ. Ờ, ngộ quá. Rồi đến đây mình sẽ khép lại video của chú anh chị và các bạn. Nếu thích video thì cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Em cảm ơn cô chú đã xem video của em nha. Chào cô chú anh chị.